Các bạn theo dõi trận đấu tiếp theo giữa Nguyễn Thị Mai Anh, đơn vị Bắc Giang, góc đài đỏ và Nguyễn Thị Tân An, đơn vị Hà Nội, góc đài xanh, hạng 45kg buổi chiều ngày hôm nay. Các võ sĩ đang xe đài. Hiệp 1 bắt đầu. Tốt, đã có đòn nổ giáp hiệu quả, đòn đài xanh, đòn đài xanh ra đòn hiệu quả với đòn nổ giáp. Cả hai đều gã. Trọng tài nhắc nhở chùi găng, lau găng, không công nhận đòn đánh ngã. Tốt, tay phải góc đài đỏ đã ra đòn hiệu quả. Tốt, góc đài xanh đã còn đá vòng cầu chân phải rất hiệu quả, có lực. Tốt, cả hai đòn. Liên tục chỉ đạo viên ngoài hơi hùng đấy, trọng tài chưa nhắc nhở. Hiệp một sắp hết giờ. Tốt, đã có đổ giáp, có đài đỏ đã dòng chân phải vừa giáp. Cả hai võ sĩ thi đấu rất tích cực. Hết giờ hiệp 1. Kẹp thi đấu thứ nhất. Hiệp 1 đỏ thắng. Hòa. Hiệp 1 đỏ thắng 3-2. Hiệp 1. Hòa. Đỏ thắng. Đỏ thắng. Một đỏ thắng. Hết giờ nghỉ, săn sóc viên rời sân đài. Hiệp thi đấu thứ hai. Thứ hai bắt đầu. Bắt đầu. Tốt, còn tay phải hiệu quả của đoàn góc đài đỏ, võ sĩ góc đài đỏ. Tốt, liên tục. Hai cả hai góc, cả hai võ sĩ đỏ và xanh đều đã thi đấu tích cực cho hiệp thi đấu hiệp thứ hai. Chỉ đạo viên của đội góc đài đỏ là tích cực, trọng tài đã ra ý nhắc nhở. Chỉ đạo viên hơi to đấy. Trọng tài nhắc nhở chỉ đạo viên của góc đài đỏ. Tốt, đá đỏ đá hiệu quả trước khi gã. Công nhận tài gã góc đài đỏ. Trọng tài nhắc nhở chỉ đạo viên. Tốt, đã đổ giáp.
rất là nổ giáp tích cực thi đấu của quầy các đài xanh. Giờ thi đấu hiệp thứ hai. Giết hiệp thi đấu thứ hai. Hiệp 1 xanh thắng. Hiệp 2 xanh thắng. Hiệp 2 xanh thắng, phản trận xanh thắng. Hiệp thứ hai xanh thắng. Hai võ sĩ sẽ đấu hiệp thứ 1. Thi đấu hiệp thứ 3. Hiệp thứ 3. Hiệp thi đấu hiệp thứ ba, hiệp chót bắt đầu. Hiệp một đỏ thắng, hiệp hai xanh thắng, hai bác sĩ đã thi đấu tiếp hiệp thứ ba. Đài đỏ, võ sĩ có đài đỏ, Mai Anh vừa đó được cô đòn nổ giáp đúng chưa? Trọng tài không công nhận đòn đánh ngã. Dứt hiệp thi đấu thứ ba và cũng là hiệp cuối. Hiệp ba xanh thắng, toàn trận xanh thắng. Anh thắng, hiệp thứ toàn trận xanh thắng. Nguyễn Thị Tân Lan, đơn vị Đà Nẵng đã thắng cuộc. Trận đấu. Nguyễn Thị Tân An, võ sĩ Thị Tân An, đơn vị Đà Nẵng thắng cuộc. Xanh cuộc.